U21 Gigan Athletic đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trên sân của U21 Bristol City mùa giải trước. Lần tái đấu tối nay, U21 Gigan Athletic tiếp tục hứa hẹn và khả năng mang về niềm vui cho người hâm mộ dù đối thủ sở hữu lợi thế về mặt sân bãi. Bởi phong độ của U21 Bristol City vẫn rất phập phù, nói đúng hơn là kém cỏi. Thống kê cho thấy, trong vòng 7 lần xuất quân gần đây ở mọi đấu trường, U21 Bristol City để mất điểm tới 6 lần, bao gồm 5 thất bại và 1 trận hòa. Tính theo kèo châu Á, U21 Bristol City toàn thua ở những trận đấu đó. Bên kia chiến tuyến, U21 Gigan Athletic vẫn đang thi đấu tốt trên sân khách. 3 trận xa nhà gần đây ở các giải đấu chính thức, không tính giao hữu, U21 Gigan Athletic bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, toàn thắng theo kèo châu Á. Xa hơn, 16 trận sân khách trước đó, U21 Gigan Athletic bất bại 12 lần. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 0-0, mùa trước khi làm khách trên sân của U21 Bristol City, U21 Gigan Athletic được chấp dương 3/4 theo handicap nhưng vẫn thắng 2-1. Vì vậy kèo 0-0 ở trận đấu tối nay sớm cho thấy đội khách là kênh đầu tư sáng nước. Chọn U21 Gigan Athletic. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 2/3, 6/7 trận gần đây của U21 Bristol City khép lại với tối thiểu 3 pha lập công. 7 trận sân khách liên tiếp vừa qua của U21 Gigan Athletic cũng kết thúc với ít nhất 3 pha lập công. Những thông tin cho thấy khả năng nổ tài trong 90 phút sắp tới rất hứa hẹn. Chọn tài.